À, thì đầu tiên thì chị cũng cảm ơn em đã đăng ký cái khóa học kế toán nhà hàng khách sạn ở trung tâm kế toán Việt Hưng. Hôm nay là mình đã kết thúc cái buổi cái khóa học kế toán nhà hàng khách sạn của mình rồi, thì chỉ có một số cái câu hỏi gọi là đánh giá khảo sát chất lượng sau khóa học ấy. Thì đầu tiên thì em biết đến kế toán Việt Hưng thông qua trang thông tin nào nhỉ? Chắc là đợt đấy em muốn học nên em cũng tìm ở trên Google thôi ạ. Thì vâng. Em có biết là trung tâm có fanpage cũng như là kênh ở trên YouTube, có một cái fanpage ở trên Facebook ấy. Vâng, em thấy em cũng có vào trên Facebook, tức là lúc mà em tìm các cái khóa khác nhau ấy thì em cũng vào trên Facebook đọc review các thứ. Thì khi mà mình học xong cái khóa học này rồi ấy, thì em cảm thấy là so với trước khi học thì mình đã tiếp thu được nhiều kiến thức hơn so với lúc học chưa? Và mình đã hiểu biết hơn về kế toán chưa nhỉ? À, đương nhiên là rồi ăn học bao nhiêu thì thế Em mà. cảm thấy giáo viên nó dạy như thế nào? Có nhiệt tình dễ hiểu không? Em thì thấy giáo viên rất là nhiệt tình và nhưng mà dạy thì cũng dễ hiểu, với cả chứ tại vì em cũng không biết gì ạ à, thế nên là nhiều khi cũng hơi ngơ ấy, với cả kiến thức nó cũng hơi nhiều ấy ạ à. Thì Đúng nếu như rồi. cũng hơi kiểu ấy, nhưng mà chị cũng luôn luôn kiểu sẵn sàng giải thích lại này rồi các thứ, nên em cũng thấy rất là kiểu rất là vui vẻ về khóa học ấy, rất thoải mái kiến thức nữa. Còn đương nhiên là vì kiến thức nó cũng vào em, nó hơi nói chung nó cũng nhiều nữa và nó cũng mới, nên là nói chung có những cái em cũng không thể nắm ngay được ấy ạ, kiểu như Đúng thế. rồi. Học thì nó sẽ quên ấy, bởi vì là không được thực hành nhé, thật kiểu thực hành làm thôi ấy, nhưng mà kiểu em trực tiếp làm ngay bây giờ ấy ạ, Đúng rồi. thế nên Đấy là thì đối với cái kế toán này thì mình chủ yếu là mình sẽ phải lý thuyết là một phần, nhưng mà mình sẽ phải thực hành nhiều, rất là nhiều thì mình mới có thể quen được với các tài khoản. Đấy, chủ yếu là mình sẽ phải nắm chắc được nguyên lý kế toán này, tất cả những cái nghiệp vụ phát sinh đối với nguyên lý kế toán thì mình đều áp dụng trong làm thực tế được. Đấy, nên là mình sẽ phải nắm chắc được nguyên lý kế toán này. Thì em cảm thấy giáo trình của trung tâm của mình như thế nào? Có cần phải cải thiện phần nào không? Có cái thiếu cái gì không? em thế là em nghĩ là em thì em không biết, chắc là không đủ để đánh giá ấy, tại kiểu em học từ không mà, ý là không biết gì nên là em không đánh giá, nhưng mà em thấy học như thế cũng khá là Tức là với cái lượng kiến thức của giáo trình ấy, thì em có đủ để em nắm được kiến thức cơ bản của kế toán chưa? nắm thì em cũng nắm được, nói chung là em cũng thấy hiểu hơn nhiều, vỡ lẽ ra cũng nhiều mà cả biết nhiều ấy ạ Đúng à. rồi. Cái thực hành nó cũng khá là chi tiết, kiểu lặp đi lặp lại, thì kiểu ví dụ như lần một không nhớ nhưng mà đến cái tháng 3 thì là cũng kiểu, Đúng rồi. hoặc là đến cái Đúng lúc những cái lúc cuối ấy thì cũng biết là, nhưng đến cái lúc mà phải kiểm tra lại à thì phải biết rồi. là có lúc những từ lúc làm thì có khi cũng hơi mông lung ấy, nhưng mà ví dụ như đến cuối kiểm tra ví dụ như thế thì cũng biết là 1 năm 4 thì phải như thế này như thế nọ ấy à. Đúng Đấy chị rồi. Thế rất là cảm ơn em. em. Như vậy thì rồi nếu mà trong thực tế mà sau khóa học ấy, nếu mà có cái gì mà không hiểu hoặc là vướng mắc cái gì thì có thể liên hệ với giáo viên sẽ hướng dẫn cho em. Trung tâm rất là sẵn sàng giải đáp nhá. Vâng, ra Tết ấy thì em mới bắt đầu, chắc là mới bắt đầu đi làm ấy, tại vì bây giờ em vẫn đang làm công việc cũ, công ty cũ ấy à, thì phải đợi thưởng thì em mới nghỉ được. Thời gian em nghỉ được. À, Hiện thế tại nào? thì bây giờ em có làm công việc liên quan đến kế toán không? Không à. Không à? Bảo Vâng. sao? Thế nên là khi mà mình học thế này ấy, thì là mình sẽ phải thường xuyên mình xem lại kiến thức. Bởi vì là mình không làm thực tế mà mình không va chạm thực tế nên là kiến thức sẽ rất là nhanh quên. Đấy, nên là mình sẽ phải chăm chăm chỉ xem lại một chút nhá. Vâng. Ok. Đấy, thì đến khi đến lúc em làm mà có gì thì cũng nhờ chị bảo thêm ấy, tại Ok. Thế nhá. Rồi, ok, chị cảm ơn em nhá. vâng. Bye bye. Cảm ơn. Cảm ơn chị nữa, suốt cả thời gian qua cho em học em cũng ngơ ấy, thế Ok, nên là nhiều khi đầu óc em nó cứ lăng sòng sọc ra ấy. không sao thế nhá. Dạ vâng Ok, em. cảm ơn em. Bye bye.